Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Đây là bản tin vui cho những người có thể là quý vị vì lý do nào đó phải trở về nước. Lấy người vợ, trong trường hợp này đó, vợ hoặc là chồng có thẻ xanh. Rồi vì có thẻ xanh có như hợp pháp ở Mỹ rồi, nhưng mà đã lỡ yêu người đó, mà người đó là người sang đây tìm kiếm hôn nhân, cho nên hai người lấy nhau tạm. Rồi sau đó xin vào cái người ở lại đó, thì mới chứng minh với Sở Di trú Hoa Kỳ là tôi lấy một người hợp pháp ở Mỹ. Bây giờ tôi muốn hợp pháp hóa tình hình, tình trạng của tôi thì sao? Thì theo luật, người đó phải quay về nước, quay về Mỹ, quay về Việt Nam, làm thủ tục ở Việt Nam. Thì cái chuyện này đã 5 tháng trước đây thì có những cái tin tức cho phép những người này được nộp đơn, gọi là nộp đơn thị thực nhập cảnh Mỹ. Cho nên Trung tâm Thị thực Quốc gia đó, gọi tắt là USCIS, hôm nay cho biết quý vị có thể bắt đầu nộp đơn. Thực ra đã có những người họ đã nộp đơn từ 15 tháng 11 2021 đến năm 2022. Trong suốt thời gian này đó là chính phủ cho biết là họ chưa có cái quyết định hoặc là có những cái sự trì hoãn. Cái tình trạng này đã có từ 2021. Cho nên quý vị nào nghe những cái chúng tôi ghi nhận được thì họ cũng cho biết là người nào nộp đơn sớm thì người đó sẽ được ưu tiên sớm. Thì theo Trung tâm Thị thực Quốc gia Hoa Kỳ báo cho biết, ngày hôm nay những người nộp đơn rồi đó thì có thể ra tòa đại sứ. Điểm đáng chú ý đó là tình trạng thị thực nhập cư này cho phép luôn con trai con gái dưới 21 tuổi. Trên 21 tuổi thì không được đi theo cái diện này. Và có thể ghép diện sau, thí dụ như là con gái của bố. Bố là người lấy mẹ có thẻ xanh ở Mỹ. Thì bây giờ con gái bây giờ trong suốt thời gian hồi năm 21 là 18, nhưng bây giờ thì ngoài 21 rồi, cho nên loại khỏi cái hồ sơ đó, phải nộp đơn bổ túc hồ sơ sau đó. Chỉ cho phép con cái dưới 21 tuổi thôi. Và ngày mà cái người mà có thẻ xanh ở Mỹ đó là phải là ngày 1 tháng 1, kết thúc là ngày 1 tháng 1 năm 2022. Họ giải quyết từng hồ sơ, từng đợt một. Cho nên cái đợt mà kết thúc ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu quý vị có thẻ xanh trước ngày đó, thì quý vị nói với người yêu của mình hoặc chồng vợ của mình ở trong nước Việt Nam, Mỹ hay bất cứ đâu đó, để kêu người đó ra ngoài tòa đại sứ. Thì quý vị muốn biết thêm chi tiết thì vào trong trang mạng của USCIS của chính phủ Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, tiếp tục trong phần tin địa phương thì mới đây có một ông làm cái chức là trợ lý giáo viên ở một trường học ở Texas vừa mới bị bắt và truy tố vì cái tội là dụ dỗ và trả tiền cho trẻ nhỏ dưới 16 tuổi quay phim khiêu dâm. Thì đây là hình ảnh của Mark Eichhorn, 27 tuổi thưa quý vị. Đầu đuôi câu chuyện đó là gia đình của một em học sinh nam, bé này mới có 13 tuổi thôi, nghĩa là mới có lớp 8 thôi. Em này ở Georgia, nhưng mà gia đình có mở bank account cho, tại vì chắc mỗi một tuần cho giống như 20-50 để em xài vậy đó. Thì họ biết được là trong bank account không có nhiều tiền. Tự dưng cách đây hơn một tháng đó, người mẹ phát hiện là trong ngân hàng của thằng bé có đến mấy trăm đồng. Thì đương nhiên là bà phải nghi ngờ, cho nên là bà chất vấn thằng nhỏ. Thì thằng nhỏ nó khai là trong mấy tháng qua đó, nó có quen với một người đàn ông, chính là cái tay Mark Eichhorn này đây thưa quý vị, qua Snapchat và đã nói chuyện trong một thời gian rồi. Thì một ngày đó, y dụ thằng bé này nói là sẽ trả cho thằng nhỏ 200 đồng nếu như thằng nhỏ chỉ quay một cái đoạn clip ngắn 90 giây thôi, những cái cảnh
khiêu dâm của nó với một đứa con trai khác. Thì những đứa nhỏ nó 13 tuổi nó không biết gì hết thưa quý vị, cho nên thấy thằng bé này nó rủ rê thêm một đứa bé gần nhà nữa 12 tuổi đã quay và đã gửi cho y, và y thật sự trả cho thằng nhỏ này 200 đồng, rồi cái thằng bé 12 tuổi kia đó 100 đồng. Thì sau khi thằng nhỏ nó thú nhận như vậy, gia đình này và cái gia đình của thằng bé hàng xóm kia đó mới báo cảnh sát ở Georgia. Thì sau đó cảnh sát họ mở cái cuộc điều tra, thì họ chắc tìm được thông tin danh tính là tên này chắc y dùng tên thật và hình ảnh thật mấy đứa nhỏ nó đưa, cho nên là họ tìm kiếm được địa chỉ của y ở tại Texas, và y làm trợ giảng cho một cái trường học gọi là St. John's Episcopal ở tại thành phố Abilene của Texas. Thì đến khi mà xác nhận được đúng cái người này rồi đó, thì cảnh sát Georgia mới yêu cầu sự hợp tác của sheriff ở tại Abilene. Thì phía sheriff đã tìm được đến nhà của cái tay này. Thì khi mà bị chất vấn đó, phía sheriff nói là y đã hớ hên khi mà y hỏi cảnh sát lại là ồ, mấy ông hỏi về video của hai thằng đó thôi hả? Thì khiến cho cảnh sát nghĩ là à, vậy là còn thêm nhiều nạn nhân nữa. Cho nên là sau cái lần chất vấn đầu tiên đó, phía sheriff họ đã xin được cái lệnh lục soát, và cuối cùng họ tịch thu cell phone và những cái laptop ở trong nhà của y. Thì họ tìm thêm được rất nhiều những hình ảnh khác của toàn các bé trai thôi, và một số đoạn video nữa, mà trong đó phía cảnh sát nói là có những đứa nhỏ đó nhìn ảnh một cái là có tuổi chắc chỉ 10 tuổi trở xuống. Thì ngay lập tức họ bắt giữ cái tay này, và phía khi mà tin bắt giữ được lan truyền đó, phía truyền thông địa phương họ cũng tìm hiểu được là y vốn đã bị phụ huynh ở trường vào tháng Giêng năm nay đó chính thức nộp đơn than phiền là trong lớp học y đã giống như rờ mó một bé trai tuổi mới có 11 tuổi thôi. Nhưng mà cái vụ đó nhà trường không mở cuộc điều tra, nói chung là không làm gì hết. Thì phía báo chí họ tìm ra được cái vụ đó, thì sau đó họ tìm được đúng cái người phụ huynh của các em nạn nhân trong cái trường đó. Thì người mẹ kể là đứa con 11 tuổi của bà đó về nói là cái tay Mark này cứ hay đụng chạm rờ vào chỗ kính của bé, mà bé Nam mới có 11 tuổi thôi. Thì bà đã vào ở trong lớp học và bà đã, đây là cái bà cô giáo thưa quý vị, của cái học sinh ở trong lớp đó, báo tố cáo về cái hành vi đó. Bà cô giáo tên là Kelsey Alexander, và sau đó đó bà hẹn gặp với bà hiệu trưởng cùng với bà cô giáo luôn, bà hiệu trưởng là Rebecca McMillan này. Thì người mẹ của nạn nhân đó nói là sau khi mà tố cáo thì theo đúng như luật ở tại Texas đó là cái trường này phải báo lên cho sở bảo vệ trẻ em DFP ở đây. Thế nhưng cái trường này không làm gì hết, bà hiệu trưởng bà không làm gì hết thưa quý vị, chỉ là thoái thác nói với người mẹ là ô để từ từ chúng tôi sẽ điều tra vân vân, rồi bà nói là coi như mấy tháng sau im ru luôn. Cuối cùng phía nhà trường này đó lại chỉ có gửi một cái email nói là không có chuyện gì xảy ra hết, phụ huynh đã giống như là overreact về cái chuyện này, không có cái chuyện abuse gì trẻ nhỏ ở đây hết. Thì bà nói là bà cũng đã viết thư than phiền nhưng mà không biết cái chuyện đó sở bảo vệ trẻ em Texas có điều tra hay không, cũng không nghe gì hết. Thì cuối cùng sau khi mà cái tay này đó bị bắt và y thú nhận là cái đứa nhỏ 11 tuổi đó thật sự y có rờ mó, thì bây giờ cái bà hiệu trưởng này và cái bà cô giáo này đã chính thức bị sa thải khỏi hệ thống trường học và bị bắt vì cái tội là đã làm trái luật ở Texas, là một khi mà có những cái hành vi trẻ nhỏ bị xâm phạm là theo đúng luật họ phải báo lên trên, nhưng mà họ không báo. Phía cơ quan bảo vệ trẻ em Texas phát hiện là cái bà hiệu trưởng này sau khi mà phụ huynh nói đó, bà còn đi bà kể lại với cái tay Mark này nữa, bà nói ơ ông biết không, có phụ huynh than phiền ông thế này thế nọ thế kia, rồi cuối cùng cái tay này bịa ra một cái lý do gì đó, thế là bà hiệu trưởng này bà mới thoái thác, rồi đổ ngược lại là phụ huynh đã overreact trong cái chuyện con của họ bị xâm phạm. Thì bây giờ cả ba đang chờ ra tòa vì cái chuyện này. Los Angeles vừa khám phá một vụ lừa đảo Medicare và họ đã bắt bà Sophia Shakilian, 36 tuổi ở Los Angeles, và tên Alex Alexania, 47 tuổi ở thành phố Burbank mới vừa bắt đây, và truy tố tội 53 triệu Mỹ Kim lừa đảo Medicare. Và đây là những người thông minh, và họ làm cách nào đó
lập ra một công ty, công ty cung cấp dịch vụ y tế, rồi lấy được cái hồ sơ an sinh của những người già đang có Medicare. Những người này khỏe, không có khám gì hết, thì đột nhiên họ nhận được giấy báo là đây là những gì mà bà đã đi, phải đi nhập viện, rồi báo cáo về trường hợp bệnh đủ hết đó. Và Medicare đã trả cho cặp này đó gần 50 triệu Mỹ Kim. Và hắn lấy mua vàng, mua xe, mua đủ hết tất cả mọi thứ, dẫn đến cái tình trạng hiện nay không có hình ảnh của hai tên này. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mời quý vị trở lại với chúng tôi chiều nay trong phần tin tức nổi bật quý vị nhé. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui.